thứ 10 phẩm chót. Khóa chúc. Một hôm tổ gọi đệ tử là Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thành Hội, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Tranh, Pháp Như vân vân, bảo rằng: các ông không đồng với những người khác, sau khi tôi diệt độ, mỗi người làm thầy một phương. Nay tôi dạy các ông nói pháp, không mất bổn tâm, chứ phải dùng ba pha pháp môn, động dụng thành 36 đối, ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp chứ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp, ông xuất lời nói trọn không đối đãi, đều lấy pháp đối đi lại làm nhân cho nhau, cứu cánh hai pháp phải đều trừ, lại không có chỗ đi. Ba pha pháp môn là ấm, giới, nhập vậy. Ấm là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập là thập nhị nhập. Ngoài sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong có sáu cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Giới là thập bát giới, sáu trần, sáu cửa và sáu thức. Tự tánh hay gồm muôn pháp gọi là hàm tàng thức. Nếu khởi suy nghĩ tức là chuyển thức, sanh sáu thức, ra sáu cửa, thấy sáu trần, như thế thành 18 giới, đều từ nơi tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh. Gồm ác dụng tức là dụng chúng sanh, thiện dụng tức là dụng Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh mà có. Đối pháp ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời cùng đất đối, mặt trời cùng mặt trăng đối, sáng cùng tối đối, âm cùng dương đối, nước cùng lửa đối. Đây là năm đối. Pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối. Ngữ cùng pháp đối, có cùng không đối, có sắc cùng không sắc đối, có tướng cùng không tướng đối, hữu lậu cùng vô lậu đối, sắc cùng không đối, động cùng tịnh đối, tăng cùng đục đối, phàm cùng thánh đối, tăng cùng tục đối, già cùng trẻ đối, lớn cùng nhỏ đối. Đây là 12 đối vậy. Tự tánh khởi dụng có 19 đối: dài cùng ngắn đối, tà cùng chánh đối, si cùng huệ đối, ngu cùng trí đối, loạn cùng định đối, từ cùng độc đối, giới cùng lỗi đối, thẳng cùng công đối, thật cùng hư đối, hiểm cùng bình đối, phiền não cùng bồ đề đối, thường cùng vô thường đối, bi cùng hại đối, hỷ cùng sân đối, xả cùng bỏn sẻn đối, tiếng cùng thối đối, thanh cùng diệt đối, pháp thân cùng sắc thanh đối, quá thân cùng báo thanh đối. Đây là 39 pháp đối vậy. Đây là 19 pháp đối vậy. Ngang đó dừng lại để giải thích cho quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng của lời khóa chúc. Tổ dặn dò những đệ tử sau này, khi mà tổ tịch rồi, có ai hỏi đạo đối đáp thế nào, đừng có mất cái bổn tông. Bổn tông tức là cái tông gốc của mình. Mà muốn không mất bổn tông á, thì phải dùng ba khoa pháp môn, động dụng thành ra 16 đối, ra vào tức lìa hai bên. Nói tất cả pháp chớ lìa tự tánh. Như vậy đó là cái chỗ mà tổ dạy cho mình biết, nghĩa là nói pháp đừng có lầm, đừng có lệch. Nếu mà lầm lệch thì tất nhiên mất cái bổn tông. Như vậy thì tổ dạy mình nói sao không lầm. Đây ngài dạy lời nói mình trọn,
trong cái đối đãi, tức lời nói trọn trong đối đãi đều lấy pháp đối lại làm nhân cho nhau. À, tức là không có cái pháp đối đãi nào mà mình xác định nó là thiệt, mà nói cái này nhân cái kia mà có, cái kia nhân cái này mà sanh, thì đối đãi nhau mà thành, chứ không có một pháp thật. Thì cái đó là cái gốc của cái người nói pháp. Còn nếu mình xác định có một pháp thật đó, thì mình mắc kẹt ở trong cái lầm lẫn. Như vậy thì ngài nói mà sợ e mình không hiểu, cho nên đoạn sau ngài mới giải thêm những cái đối đãi bằng cách nào. Thì trong cái giải đối đãi này, ngài chia ra nó có mấy phần, tức là chia ra là ba pha. Ba pha thì pha thứ nhất là gì? Là ấm. Pha thứ hai là giới. Pha thứ ba là nhập. Về ấm thì ngài nói ngũ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới. Đó là ba pha. Thì như vậy trong ba pha đó đó, mình đối đáp thế nào mà không rời tự tánh, đối đáp thế nào mà cũng đừng dính kẹt hai bên, thì đó là cái chủ yếu. Nhưng bây giờ đây, nói tự tánh là cái gì? Tự tánh thì đây ngài nói, tự tánh hay gồm muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Cái thức hàm tàng, mà có chỗ khác gọi là Như Lai tàng hay là tàng thức đó. Vì cái thức đó nó là cái thể mà sáu cái thức sau nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, nó là cái dụng ở trên. Cho nên nói rằng nếu khởi suy nghĩ, tức là chuyển thức sanh sáu thức. Chuyển thức tức là chuyển cái hàm tàng thức, nó sanh ra sáu thức. Mà khi nó sanh ra sáu thức rồi thì nó ra sáu cửa để mà theo với sáu trần. Như vậy thì từ nơi thức rồi sanh ra ở sáu cửa là căn, là tiếp xúc với sáu trần là trần. Sáu thức, sáu căn, sáu trần. Như vậy là 18 giới. Như vậy 18 giới này nó đều là từ cái hàm tàng thức mà khởi, cho nên gọi là tự tánh khởi dụng. Như vậy thì 18 giới thì từ cái hàm tàng thức mà khởi, cho nên nói thì là từ tánh mà khởi dụng. Rồi cái đoạn sau thì ngài nói rằng nếu cái tánh tà thì tức là khởi tâm tà, còn nếu tánh chánh thì khởi tâm chánh. Nói chữ tánh đây tức là từ khi khởi dụng, mà khi khởi ra tà thì nó thành ra tà, khi khởi chánh thì nó thành chánh. Còn nếu mà mình khởi những cái dụng chánh, tà thì gọi là dụng chúng sanh, gửi cái dụng, khởi cái dụng chánh, dụng thiện thì gọi đó là cái dụng của Phật. Thì như vậy từ nơi cái hàm tàng thức dấy lên sáu cái thức, mà nếu sáu thức nó chạy theo cái tà, chạy theo cái ác thì đó là chúng sinh, chạy theo cái chánh, chạy theo cái thiện thì đó là Phật. Thầy ngài chỉ rõ như vậy. Rồi bây giờ cái pháp đối như thế nào? Pháp đối ngoại cảnh là chia ra ngoại cảnh vô tình có năm đối. Về ngoại cảnh thì những cái loài vô tình thì có năm cái đối. Vô tình là như gì? Trời đất. Trời với đất đối nhau. Như nói trời, nói đất. Trời thường thường ta ở thế gian hay nói trời như cha mà đất như mẹ, nên trời che đất chở. Thì như vậy trời đất là một cặp đối. Rồi gì nữa? Như vậy thì từ cái trên trời với đất, rồi mặt trời với mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng, mặt trời thì thuộc về dương, mà mặt trăng thì thuộc về âm. Thì đó là mặt trời, mặt trăng đối. Rồi sáng với tối đối, rồi âm với dương đối, nước với lửa đối. Như vậy thì năm cái cặp đối đó nó thuộc về cái phần chỉ cho các cái loài, các thứ vô tình, phải không?
tức là ngoại cảnh mà thuộc về vô tình, có năm cái đối. Thì mấy cái điều này chúng ta cũng cần phải chú ý, để rồi mình mới biết cái đối đãi nào mà trong đây tỏ nó thuộc về hữu tình, cái đối đãi nào thuộc là vô tình. Thì đối đãi năm cái cặp này là vô tình: trời với đất, mặt trời mặt trăng, tối với sáng, âm với dương, nước với lửa. Đó là năm cặp đối về vô tình. Rồi về pháp tướng ngữ ngôn có 12 đối à, về cái ngôn ngữ của pháp tướng có 12 cái đối. 12 cái đối là sao? Ngữ cùng với pháp đối. Ngữ là lời nói, với cái pháp hai cái đối nhau là một. Có cùng không đối là hai. Sắc cùng không sắc đối là ba. Có tướng cùng không tướng đối là bốn. Hữu lậu cùng vô lậu đối là năm. Sắc cùng không à, sắc cùng với không đối với nhau là sáu. Động cùng với tịnh đối là bảy. Trong với đục đối là tám. Phàm đối với thánh là chín. Tăng đối với tục là 10. Già đối với trẻ là 11. Lớn đối với nhỏ là 12. Đó là 12 cái đối này. Nó thuộc về pháp tướng ngữ ngôn à. Như vậy thì giả sử tôi đặt câu hỏi, tôi hỏi rằng ba pha và các cái pháp đối về ngoại tình à, về vô tình có mấy cái đối, về ngữ ngôn có mấy cái đối, nhớ nổi không? Thì nếu nhớ cái này để mà khi mà mình thi pháp bảo đàn rồi, sao mình có lỡ được làm đệ tử tổ đó, mình đáp cho nó khỏi mắc kẹt, phải không? Chứ không có nhớ mấy cái này thì đáp nó kẹt hết. Bởi vậy nên có khi tôi hỏi cũng khó nữa nghe, để về giặt. Đó, thì như vậy thì ở trên năm cái đối, tức là ngoại cảnh vô tình năm cái đối, ở dưới thì pháp ngữ ngôn á, thì nó lại có tới 12 cái đối. Rồi rồi tự tánh khởi dụng có 19 cái đối à, tự tính khởi dụng có 19 cái đối. Một là dài cùng ngắn đối nè, hai tà cùng chánh đối nè, ba si cùng huệ đối, bốn ngu cùng trí đối, năm loạn cùng định đối, sáu từ bi đọc là độc hại đó, từ cùng độc đối, bảy giới cùng lỗi tức phạm lỗi đó đối, tám chín thẳng cùng với công đối, 10 là thạch cùng hư đối, 11 hiểm cùng với bình đối. Hiểm đây tức là đường nguy hiểm, cái chỗ nguy hiểm, bình là chỗ bằng phẳng. 11 phiền não cùng với bồ đề đối, 12 thường cùng vô thường đối, 13 bi cùng với hại đối, 14 hỷ cùng với sanh đối, 15 xả cùng với bỏ sản đối, 16 tiếng cùng với thối đối, 17 thanh cùng với diệt đối, 18 thanh cùng với sắc thanh đối, pháp thanh cùng sắc thanh đối, 19 quá thanh cùng báo thanh đối. Đó là 19 cái pháp đối. 19 pháp đối này là căn cứ vào trong cái tự tánh khởi dụng à, tự tánh khởi dụng có 19 cái đối. Thì như vậy nó thuộc về cái phần mấy khoa ở trên, đã ba khoa ở trên rồi à. Tổ bảo 36 pháp đối này nếu hiểu mà dùng tức là đạo à, nếu hiểu được 36 pháp đối đó mà ứng dụng đó, thì đó là đạo. Quán xuyến tất cả kinh pháp ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng cùng người nói năng, ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không. Nếu toàn chấp tướng tức là tăng trưởng tà kiến, nếu toàn chấp không tức là tăng trưởng vô minh. Người không chấp là người chấp không là có chê bai kinh à. Như vậy thì tổ bảo rằng 36 pháp đối mà tổ dạy trên đó là phá tất cả cái chấp, không còn dính kẹt ở bên nào hết. Bởi không còn dính kẹt cho nên mỗi cái tạm dụng mình sử dụng đúng như vậy thì lìa được tất cả chấp. Còn nếu không sử dụng đúng như vậy đó là mình còn chấp,
hoặc là chấp tướng có hoặc chấp tướng không. Và nếu chấp tướng không á, thì đó là chia vai kinh, nói thẳng, chẳng dùng văn tự. Đó, đây là ngài muốn chỉ trích những người nói rằng cái chỗ trên thạch cứu cánh đó là chỗ đó nói thẳng, không cần dùng văn tự. Nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng văn tự thì đó, đây là ngài muốn chỉ trích những người nói rằng cái chỗ chân thạch cứu cánh đó là chỗ đó nói thẳng, không cần dùng văn tự. Nói thẳng chẳng dùng văn tự, đã nói chẳng dùng thì người cũng chẳng nên nói năng. Chỉ lời nói năng này liền là tướng văn tự. Có người nói tôi không cần dùng văn tự, mà nếu có mở miệng nói đó là văn tự rồi, phải không? Vì văn tự là ý cứ ngữ ngôn, mà có ngữ ngôn tức là có văn tự. Cho nên mình nói không dùng văn tự đó cũng đã là văn tự rồi. Lại bảo nói thẳng chẳng lập văn tự, tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Nói chẳng lập văn tự chứ thực thực có nói ra đã là có văn tự. Thấy người nói liền chê vai người ta nói là chấp văn tự. Các ông nên biết tự mình mê thì còn khả dĩ, lại chê bai kinh Phật không nên chê bai kinh, vì đó là tội chướng vô số. Gần đây có một số người học thiền mà nói thiền nó không có ngoài kinh điển, phải không? Giấu mãi việc thiền đó là ngoài kinh điển, rồi cho rằng kinh điển đó là văn tự là không quan trọng. Giới lục tổ ngài bảo đừng chê bai kinh, chê bai kinh đó là tội lỗi vô số. Mình có nói năng là đã có văn tự, thì kinh điển tức là văn tự, nhưng là văn tự đó để chở những cái đạo đức, chở những cái chân thật đến cho mình, thì mình đừng có lầm, mình đừng có chê bai mà sao mang tội. Nếu chấp tướng bên ngoài mà tác pháp cầu trên rộng, hoặc rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không? Những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh. Ở đây ngài chỉ nếu ai mà chấp tướng ở bên ngoài, rồi làm khởi cái pháp muốn được cầu trên, tức là làm cái cách này tạo cái cách kia để cầu trên, hoặc là lập đạo tràng. Mà khi lập đạo tràng tức là chỗ giảng kinh thuyết pháp đó, giảng kinh thuyết pháp rồi làm gì? Nói lỗi lầm có không? Nói lỗi lầm có không, tức là nói lỗi lầm người này, lỗi lầm kẻ kia, rồi hoặc là nói có, hoặc là nói không. Những người như thế nhiều kiếp không thể thấy tánh. Người như vậy đó thì dầu cho tu bao nhiêu kiếp cũng không có thể thấy tánh được, bởi vì họ không có nhận chân được cái lý trung đạo, không có kẹt ở hai bên. Chỉ nghe pháp y tu hành, chỉ nghe y pháp tu hành, lại chớ có tâm vật chẳng nghĩ, mà đối với đạo tánh sanh chướng ngại. Đó, ở đây ngài lặp đi lặp lại mấy lần ở đoạn trước những cái phẩm thiền định đó, ngài cũng nhắc cái chỗ mà tâm vật chẳng nghĩ. Bởi vì có nhiều người nói người tu á, tu thiền á, thì phải tới cái chỗ mà không nghĩ cái gì hết, không nghĩ gì hết đó mới là đạo. Không nghĩ gì hết tức là tâm vật không nghĩ, mà đạo ở chỗ không nghĩ gì hết đó. Mà không nghĩ gì hết thì lúc đó mình sao? Không nghĩ gì hết tức là không biết gì, mà không biết gì thì tất nhiên mình như cây như gỗ rồi chứ gì. Cho nên bị Phật quở cái đó. Còn mình thấy mình biết, nhưng mà mình đừng có dính, đừng có kẹt, thì cái đó là hợp với đạo. Chứ đừng có nói là không có nghĩ gì hết, không biết gì hết đó là đạo, thì đó là sai lầm. Mà đối với đạo tánh thanh chướng ngại đó, nếu nghe nói chẳng tu khiến người biến sanh tà niệm, chỉ y pháp tu hành bố thí pháp mà không trụ tướng. Đó, nghe nói chẳng tu bởi vì thế này, nghe nói rằng cái tánh thanh tịnh sẵn có, không phải tu mà được, cho nên họ nói như vậy thì khỏi tu.
khỏi tu được không? Cái tánh thanh tịnh sẵn có thì cái đó không phải tu mà thành, nhưng mà không tu thì nó hiện không? Như vậy thì phải làm sao? Bởi vì cái tánh thanh tịnh thì sẵn có, nhưng mà bây giờ phiền não nó cứ dấy động. Cho nên chúng ta tu không phải tu với cái tánh thanh tịnh, mà tu là buông bỏ phiền não. Phiền não hết thì tánh thanh tịnh hiển bày. Như vậy nói tu mà không có tu, chứ đừng có nói nghe nói không tu cái rồi lười biếng trễ nải không thèm tu gì hết. Nói gì cái tu là còn tướng đó, nó không có thiệt. Thì như vậy đó là sanh cái tà niệm. Cho nên ở đây tỏ bảo chỉ y pháp tu hành, bố thí pháp mà không trụ tướng. Đó, mình đem chánh pháp mình dạy cho người mà không có chấp, không có trụ. Các ông nếu ngộ y nơi đây mà nói, y nơi đây mà dùng, y nơi đây mà hành, y đây mà tạo tác, tức không mất bổn tông. Đó, nếu mình ngộ được 36 pháp ở trên, y theo đó mà sử dụng tu hành thì không có mất bổn tông. Nếu có người hỏi nghĩa ông, hỏi có thì đem không đáp, hỏi không thì đem có đáp, hỏi phàm thì đem thánh đáp, hỏi thánh lấy phàm đáp. Hai bên làm nhân cho nhau, xâm ra nghĩa trung đạo. Như một hỏi một đáp, bao nhiêu câu hỏi khác đều y đây mà khởi tác dụng, tức không mất chân lý. Đó, cái chỗ này tất cả chúng ta nên nghĩ kỹ coi, tổ dạy mình sử dụng được không? Nếu hỏi có thì lấy không đáp. Sao lấy không đáp? Bởi vì đây là cái bàn có, chỗ này trống rỗng mới là không, phải không? Thì như vậy nhân cái không mà hiển ra cái có, cũng như bởi cái có mà bày ra cái không, phải không? Như vậy thì cái có không đối đãi nhau, nhân cái này mà hiện cái kia, nhân cái kia mà hiện cái này, chứ nó không có thiệt. Nhưng mà mình bây giờ thì cái lối đáp của mình sao? Hỏi có thì mình nói sao? Có rồi hỏi có nghĩa là sao? Thì mình giải thích có nghĩa là cái bàn đó là thật có, hay là cái nhà thật có, vân vân. Hỏi không thì mình đáp không, không thì mình xác định chỗ đó là rỗng không. Ở đây tổ không cho mình đáp như vậy, mà hỏi có lấy không đáp. Thế nào hỏi là có thì mình phải đáp, bởi không nên thành có. Hỏi thế nào là không, nhân có mà thành không. Đáp thì dễ hiểu không? Mới nghe thì người ta thấy mình đáp đó coi như là không có xác định nghĩa gì hết, phải không? Nhưng mà vì sao tổ lại dạy mình đáp như vậy? Thì đây đoạn dưới tổ sẽ nói rõ. Đây, giả sử có người hỏi sao gọi là tối, thì đáp rằng sáng là nhân, tối là duyên. Sáng mất tức là tối, dùng sáng để hiển tối, dùng tối để hiển sáng, qua lại làm nhân cho nhau, thành nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi những câu khác phải đều như đây mà đáp. Các ông về sau truyền pháp y đây mà chỉ dạy cho nhau, chớ làm mất tông chỉ. Đó, ở đây thì Phật tổ cử ra một cái thí dụ. Hỏi thế nào là sáng, thì đáp sáng là nhân, tối là duyên. Nhân nơi sáng mà có tối, cũng như duyên nơi tối mà có sáng. Thì như vậy mình xác định tối sao, sáng sao chưa? Hỏi thế nào là sáng, thì trả lời rằng nhân nơi tối mà có sáng. Mà có phải đúng vậy không? Bởi vì tối mà chỗ nào không có tối thì phải là chỗ đó là sáng. Thì như vậy nhân nơi tối mà lập sáng chứ gì? Rồi hỏi thế nào là tối, nhân nơi sáng mà lập tối, phải không? Bởi chỗ này có đèn, có trăng hoặc có mặt trời chiếu rọi thì nó là sáng. Chỗ kia không đèn, không trăng, không có mặt trời chiếu rọi thì gọi là tối. Thì nhân nơi chỗ sáng này mà gọi chỗ kia là tối. Như vậy thì cái tối và sáng
làm nhân cho nhau chứ nó không có cố định, phải không? Mà hai cái làm nhân cho nhau thì hai cái đó thiệt không? Nó là pháp không thiệt. Như vậy thì trả lời trong tất cả câu hỏi đều phải đi đúng với cái nghĩa đó, nghĩa là không cho mắc kẹt bên này, không cho mắc kẹt bên kia, thì đó gọi là nghĩa trung đạo. Trung đạo là như vậy, là không dính bên này, không kẹt bên kia. Còn hiện giờ mình trả lời thì sao? Mình trả lời luôn luôn là nằm ở hai bên. Hỏi cái này phải hay quấy thì mình nói sao? Nếu mình thấy quấy thì nói đó là quấy, mình thấy phải nói đó là phải. Thì như vậy tức là kẹt bên quấy hoặc là kẹt bên phải. Mà kẹt bên này hoặc kẹt bên kia rồi thì sao? Có hại gì không? Tức là nó lệch một bên rồi. Chứ còn nói cái này phải hay quấy thì mình nói cũng phải quấy, nó không thiệt. Nhân phải mà có quấy, nhân quấy mà có phải, chứ cái phải quấy nó không thiệt. Mà sự thật cái phải quấy nó không có thiệt. Nhưng mà thế gian này người ta chịu mình đáp vậy không? Nếu mà người ta hỏi cái này phải hay quấy mà mình nói là nhân phải có quấy, nhân quấy có phải, thành phải quấy đều không thiệt, thì họ nói rằng mình ba phải, phải không? Không có nhất định gì hết. Mà sự thật thì không phải vậy. Nói đó là để cho không có cho người ta chấp chặt hoặc là bên này hoặc là bên kia. Tại sao vậy? Bởi vì cái phải quấy nó không có cố định. Mấy mình đệ thấy phải quấy có cố định không? Đó, những cái mà ngày nay chúng ta nói là phải nhưng mà sau kia nó lại quấy, những cái trước kia nói là quấy mà bây giờ nó lại phải, nó không có cố định gì hết. Bởi vậy cho nên mình chấp cố định là sai lầm. Đó. Bởi vậy cho nên cái phải quấy là đối đãi lập chứ không có thiệt. Nói Dương Lịch, tỏ sai đệ tử đến Tân Châu chùa Quốc Ân dựng tháp và khiến thợ khởi công gấp. Năm kế cuối mùa hạ lạc thành, ngày mùng 1 tháng 7 tổ họp đồ chúng bảo rằng: tôi đến tháng 8 muốn lìa thế gian, các ông có nghi phải hỏi nhau sớm. Tôi vì các ông phá nghi khiến các ông giết mê, nếu tôi đi rồi sao không có người dạy các ông? Ngài Pháp Hải vân vân nghe tổ nói phải đều rơi lệ, chỉ có thần hội thành tình bất động, cũng không có khóc. Tổ bảo thành hội tiểu sư lại được thiện bất thiện cùng là đồng, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra đều không được. Ở trong núi mấy năm cứu cánh tu học đạo gì? Tổ quở, phải không? Nếu mà mình ở trường hợp đó có bị quở không? Ngài nói rằng 8 tháng nữa ngài đi, nghe tới đó thì ai nấy được rơi lệ, chỉ có ngài thần hội. Ngài thần hội lúc đó chừng bao nhiêu tuổi? Ngài cao lắm 15, 17 tuổi thôi, phải không? Mà thành tình bất động. Mà khi mà nghe nói thất tịch thì ai nấy rơi lệ đó. Thì tổ quở vặn câu rằng ở trong núi mấy năm cứu cánh tu đạo gì? Tu đạo gì mà nghe nói tới cái khóc? Thì quý vị nhớ mình bây giờ có cái tật dễ khóc lắm, phải không? Mà nhất là bên phái phái ni nhất là hoặc thầy hoặc tổ hoặc là huynh đệ mà có cái gì thì sao? Thôi thì rơi lệ dầm về, phải không? Thì cái điều đó là cái điều mà bị tổ quở đó. Ở trong núi mấy năm tu cái đạo gì mà khóc lóc nhiều vậy? Nay các ông buồn khóc là vì lo cho ai? Đó, cái câu này tổ đặt ra mình thấy rất là có lý. Mình buồn khóc là vì lo cho ai mà buồn khóc? Nghe nói tổ tịch rồi mình buồn khóc, đó là vì mình lo cho ai? Nếu lo ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi, nếu ta chẳng biết chỗ đi thì trọn thông báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta,
Nếu biết chỗ đi của ta, tức không nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không sanh diệt, đi lại. Các ông ngồi đây, ta sẽ vì các ông nói một bài kệ gọi là Chơn Giả Động Tịnh Kệ. Các ông tụng bài kệ này cùng với ta ý đồng, y đây mà tu hành thì không mất tông chỉ. Chúng tăng đặt đều làm lễ. Tổ nói kệ rằng, bây giờ tôi dừng ở chỗ đó mà tôi nói cái chuyện khóc cho quý vị nghe. Bởi vì chúng ta thường thường những bậc thầy hay là những vị tổ mà khi tịch, các ngài biết trước báo tin rằng mấy tháng nữa tịch, thì đã là biết trước, tức là biết chỗ đi rồi, phải không? Biết chỗ đi rồi mà mình nghe tổ tịch mình khóc là khóc cho ai? Cũng như có nhiều người cha mẹ chết khi khóc, khóc kể ba ơi má ơi bỏ con bơ dơ, chết bỏ con bơ dơ, thì như vậy thương ba má bơ dơ, thương mình bơ dơ. Bởi vì thấy mình hồi trước còn ba còn má che chở, cho nên rồi yên ổn. Bây giờ ba má đi rồi mình bơ dơ, thì như vậy thương ba má, thương mình. Như vậy đa số người ta khóc ta kể là vì mình thôi à, phải không? Cũng như nói thầy, thầy khóc thì bỏ con, là ai lo cho con? Thì ai lo cho con, tức là vì thương con mà khóc thầy. Thầy khóc thầy là vì thương con, vì thầy đi rồi bỏ rồi ai lo cho con học hành đấy? Ai lo cho con để mà mai kia có chùa có chuyện đồ làm người lớn? Bởi vậy thì nên khóc, chứ thiệt ra không phải vì thầy mà khóc, mà vì mình nhiều quá, phải không? Đó là cái bệnh mà của người đời cũng như người trong đạo. Bởi vậy nên cái khóc á, thực tình cảm xót mà khóc á, thì cũng có, nhưng mà vì thương mình mà khóc thì nhiều hơn. Đó, luôn luôn có nhiều người lăn khóc và cứ nói rằng thầy đi rồi con bơ dơ, từ đây về ai, về sau ai đùm bọc con, từ đây về sau ai lo lắng cho con. Thì như vậy đều là vì con không à, chứ không có gì thầy. Chứ có người nào khóc đấy, ba ơi má ơi ba má đi đâu, ba má sanh ở chỗ nào, khổ quá, có khóc vậy không? Không có. Cũng như nó thầy ơi thầy đi đâu, thầy khổ, thầy sanh quả lành hay quả dữ, có khóc vậy không? Ít có lắm. Mà chỉ khóc rằng bỏ con bơ dơ, không ai lo cho con, đó là nhiều, phải không? Đó là cái thông thường của người đời cũng như ở trong đạo. Bởi vậy nên cái tình cảm của mình luôn luôn nó có cột mình làm trên, nó đặt mình lên trên, chứ ít có đặt cái người mình thương lên trên lắm. Chúng ta đều nghe bài kệ, đây tôi đọc bài kệ: tất cả không có trên, chẳng do thấy nơi trên, nếu thấy được cái trên, thấy đó trọn không trên. Bốn câu này làm tất cả không có trên. Bởi vì sao? Vì trên là đối với giả mà lập, phải không? Nếu không có giả thì có ai nói trên không? Bởi vậy cho nên nguyên nó không có cái trên, nhưng vì đối giả mà lập trên. Mà nếu cái trên đó mà mình do thấy nó mới nói là trên á, thì cái thấy đó, nếu mà thấy được cái trên á, thì thấy đó trọn không trên. Cũng như có nhiều người nói tôi muốn thấy chân tâm, mà nếu thấy chân tâm thì chân tâm đó của ai chứ không phải của mình, phải không? Vì nó là cái đối tượng bị mình thấy, cho nên nếu nó thấy thì cái đó không phải là thiệt mình, không phải là cái chân thật của mình, mà thấy là cái bên ngoài, là cái bị thấy. Vì vậy mà nói thấy đó trọn không trên. Nếu hay tự có trên, lìa giả tức tâm trên, tự tâm không lìa giả, không trên chỗ nào trên. Bây giờ mình muốn thấy được cái trên á, thì hằng ngày mình đừng có chạy theo cái giả. Những cái giả mà mình không theo, mình xa lìa được cái giả, thì tự nhiên nó là trên rồi. Chứ còn muốn tìm cái trên á, thì chỗ nào mà tìm cho ra? Hữu tình tức biết động, vô tình tức không động.
Nếu tu hạnh bất động, đồng vô tình bất động. Đó, ngài nói rằng loài hữu tình, hữu tình tức là động vật, phải không? Những cái vật mà biết có máy động, có biết di chuyển thì gọi đó là hữu tình. Mà hữu tình á, tức là biết động, còn vô tình á, thì nó không động. Mà bây giờ mình tu cái hạnh không động, tức là tâm không nghĩ gì hết, không biết gì hết, thì đó là đồng với vô tình. À, cho nên ngài nói nếu tu cái hạnh bất động á, thì đồng vô tình bất động. Nếu tìm trên bất động, trên động có bất động, bất động là bất động, vô tình không Phật tánh. À, nếu mình muốn tìm cái bất động chân thật á, thì trên cái động nó có cái bất động, tức là cái đó mới là cái bất động chân thật. Còn nếu mình tìm cái thật bất động, cái bất động mà bất động tức là không có lay động, mà không lay động tức là vô tình, mà vô tình thì nó không phải, không có Phật tánh. Nai khéo phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động, chỉ khởi cái thấy này là dụng của chân như. À, bây giờ mình muốn biết, muốn phân biệt được các cái tướng thì cái nghĩa đệ nhất là cái nghĩa bất động. Bất động ngay trong cái động đó đó. À, chỉ khởi cái thấy này là dụng của chân như. Ai mà khởi được cái thấy đó là người đó có cái dụng của chân như. Bảo những người học đạo gắng sức phải dụng tâm, chớ đối pháp đại thừa lại chấp trí sanh tử. À, người học đạo tức là phải cố gắng, phải tận tình dụng tâm đối với cái Phật pháp, chớ có chấp cái trí sanh tử. Cái trí sanh tử tức là cái trí thông minh của thế gian đó, cái thông minh trong cái đối đãi thì đó gọi là cái trí sanh tử. Mình không nên chấp cái trí đó. Nếu bàn luận tương ưng, liền cùng bàn nghĩa Phật. Nếu thật không tương ưng, chấp ta kiến quan hỷ. Đó, nếu mà chúng ta luận bàn với nhau, hai người cùng đạo, bàn luận đạo lý, mà nếu hai bên bàn luận hợp nhau, tương ưng tức là hợp nhau á, thì chấp tay thì liền cùng bàn nghĩa Phật. Tức là nếu hợp thì nên bàn cho đến cái nghĩa cuối cùng, nghĩa cứu kính. Còn nếu bàn luận mà nó không tương ưng á, kẻ nói có người nói không, trái ngược nhau, thì phải sao? Chấp tay kiến quan hỷ, chứ đừng có nói trái ngược nhau rồi phân đùng đùng, phải không? Nhưng mà mình bây giờ thì sao? À, bàn tương ưng thì gọi là tâm đắc, phải không? Rời thân. Còn nếu bàn không tương ưng thì sao? À, nói thân rồi cư lộn nhau, đỏ mặt đỏ mày, thì đó là trái với đạo lý. Cho nên tổ dạy, nếu chúng ta bàn luận mà cảm thông được nhau thì ráng bàn cho đến chỗ cái lý tột cùng. Còn nếu bàn luận mà không hợp nhau thì thôi chấp tay vui vẻ chào nhau mà đi, chứ đừng có cãi, đừng có sân. Tông này vốn không tranh, tâm tức mất ý đạo, chấp nghịch tranh pháp môn, tự tánh vào sanh tử. À, về cái tâm của tổ dạy đây là không có tranh luận. À, không tranh luận. Nếu mà mình tranh luận nhau hơn thua phải quấy, tức là mất cái ý đạo lý rồi. Mà đã mất cái đạo lý rồi á, thì người đó là cái người chấp, chấp cái thuận cái nghịch. Mà bởi chấp thuận nghịch cho nên cái trở thành được các pháp môn tranh cãi, đối địch nhau. Mà nếu tranh cãi đối địch nhau thì tự tánh vào sanh tử, chính mình chỉ chôn mình trong cái sanh tử chứ không thế nào thoát khỏi. Dầu mình lý luận cho hay, mình áp đảo được đối phương, nhưng đó cũng là cái gốc của sanh tử. Bởi vậy cho nên ở đây tỏ cho bàn luận, bàn luận mà hợp á, thì bàn luận cho đến lý tột. Bàn luận mà không hợp á, thì thôi chào nhau vui vẻ mà đi, chứ đừng có giận hờn, đừng có tranh hơn thua. Giận hờn hơn thua đó là cái gốc của sanh tử. À, như vậy thì mấy huynh đệ thấy mình bây giờ có giống cái lời tổ dạy không?
giống như thế. À, giống ít quá phải không? Giống thỏ ít mà giống người thường thì nhiều, phải không? À, luôn luôn cãi thì muốn sao? À, muốn hơn. À, à, bởi vì muốn hơn cho nên rồi nếu không được hơn thì nổi sân. À, bị thua thì nổi sân. Vì vậy mà cái hơn cái thua nó làm cho mình khổ. À, thì còn một lần nữa tức là sẽ hết cái quyển này. Lần nữa tức là một giờ thôi, còn giờ sau thì học qua sử Trung Hoa, à, sử tiền sử Việt Nam. Nguyện đem công đức mà